Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, với thành tích cao trong cuộc thi năm 2020, năm nay đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trận đầu tiên và giành được những kết quả đáng kinh ngạc khiến đội chủ nhà Nga hết lời thán phục. Ngược dòng lịch sử, sử danh nước ta cũng đã ghi danh chiến công hiển hách của những chiếc xe tăng huyền thoại. Không chỉ là vũ khí đắc lực của các chiến sĩ, những chiếc xe tăng này còn ghi dấu ấn chiến công của quân và dân ta khi đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, làm nên giây phút lịch sử đánh dấu sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vì sao chiếc xe tăng nhỏ nhưng có võ của Việt Nam lại có thể dễ dàng húc đổ cổng Dinh Độc Lập khiến Mỹ ngụy phải tháo chạy? Còn bí ẩn nào chưa được tiết lộ về chiếc xe tăng này? Tại sao phải đến 20 năm sau nó mới được ghi danh vai trò của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong video của Việt Sử Toàn Thư. Chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã huy động đủ các loại xe tăng mạnh nhất mà họ có trong tay với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Thế nhưng, những chiếc xe tăng của Mỹ dù có hiện đại cỡ nào cũng không thể thay đổi được cục diện cuộc chiến. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc tăng nhỏ nhưng có võ của Việt Nam đã làm nên một kỳ tích có 102 trong lịch sử khi húc đổ cổng phụ và cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, ghi dấu ấn kết thúc cuộc chiến tranh thống nhất đất nước kéo dài hơn 20 năm. Những chiếc xe tăng đã trở thành vũ khí bách chiến bách thắng của quân đội Việt Nam khi đánh đâu thắng đó, đập tan nhiều tuyến phòng thủ của địch. Chúng có thể di chuyển trên mọi địa hình, có tính cơ động cao và trang bị vũ khí hủy diệt mạnh. Sau này, khi hết chiến tranh, chúng còn được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và được công nhận Bảo vật Quốc gia đợt 1. Vậy lý do nào khiến chiếc xe của Việt Nam lại có thể dễ dàng húc đổ cổng Dinh Độc Lập khiến Mỹ ngụy sửng sốt và tháo chạy? Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh đã huy động 398 xe tăng, thiết giáp, gồm cả vài chục xe chiến lợi phẩm vừa tịch thu được, tiến vào chiến đấu, dẫn đầu đội hình 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn ra Định. Lữ đoàn 203 do Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài và Chính ủy Bùi Văn Tùng chỉ huy đã được giao nhiệm vụ dẫn đầu mũi tiến công vào nội đô Sài Gòn của cánh quân phía Đông. Trong đội hình tiến công, đại đội 4 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận là một trong những đơn vị đi đầu. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi vượt qua cầu Sài Gòn, đập tan ổ phục kích ở cầu Thị Nghè, hai chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843 và T-59 mang số hiệu 390 tiến vào Dinh Độc Lập. Cả hai chiếc xe tăng này đều đã lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính tại trung tâm đầu não cuối cùng của chính quyền ngụy Sài Gòn, đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh phi nghĩa chia cắt dân tộc Việt Nam suốt 20 năm. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài đã xảy ra tranh cãi rằng đâu mới là chiếc xe tăng đầu tiên có được vinh dự húc tung cánh cổng chính của Dinh Độc Lập và tiến vào tới giữa sân, tạo nên một trong những khoảnh khắc truyền cảm hứng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Vậy đâu mới là chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập? Xe tăng mang số hiệu 843 hay 390? Có một thời, dư luận băn khoăn về việc trong hai chiếc, đâu là chiếc xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập. Cuối cùng, nữ nhà báo Pháp Françoise Demoder có mặt trong thời khắc lịch sử ấy, ghi lại được hình ảnh chứng minh chiếc tăng 390 đã húc đổ cổng chính tiến vào Dinh Độc Lập. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai xe tăng đều nằm trong đội hình của đại đội 4 thọc sâu vượt qua cầu Thị Nghè, mở đường cho lực lượng của quân đoàn 2 tiến về Dinh Độc Lập. Trên xe 390 gồm Trung úy Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội 4, trưởng xe, pháo thủ số 1 Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 2 Lê Văn Phượng và lái xe Nguyễn Văn Tập đi sau xe 843 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận tiến đến cổng Dinh. Khi đó, xe 843 dẫn đầu đội hình tiến công lao vào cổng phụ của Dinh và bị kẹt. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận từ xe 843 nhảy ra, chạy lên nóc Dinh hạ cờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Đúng lúc đó, chiếc xe tăng T-59 mang số hiệu 390 lao thẳng vào cổng chính và húc tung cánh cổng của Dinh. Trước đó, xe 843 và 390 đã tham gia các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, sau đó tiếp tục hành quân tham gia giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung và thẳng tiến về Sài Gòn với tinh thần thần tốc và quyết thắng. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, xe tăng 843 và 390
đã tham gia chiến đấu, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở căn cứ nước trong. Nói đến xe tăng mang số hiệu 390, thì đây là một trong những mẫu xe tăng T-59 được Trung Quốc viện trợ cho nước ta trong giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ và hoạt động bên cạnh những chiếc xe tăng T-54-55 do Liên Xô chế tạo. Xe có màu sơn xanh lá cây, tháp pháo sơn số 390 màu trắng, phía trước tháp pháo có phủ hiệu sao 5 cánh màu vàng trong vòng tròn màu đỏ. Đây cũng là bộ đôi xe tăng chủ lực của quân đội ta khi đó. Quá trình hoạt động của xe tăng 390 được các tài liệu quân sự ghi chép như sau. Năm 1971, xe thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 171, Lữ đoàn xe tăng 203. Đến năm 1972, được biên chế về Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2. Năm 1973, hành quân vào Thừa Thiên Huế, chiến đấu giải phóng Tà Lương, A Lưới. Từ ngày 23 tháng 3 năm 1975, xe tăng 390 tham gia giải phóng Huế. Ngày 29 tháng 3, tham gia giải phóng thành phố Đà Nẵng và chốt giữ tại bán đảo Sơn Trà. Sau đó, hành quân về Khánh Sơn theo đội hình lữ đoàn. Tại đây, xe tăng 390 và các xe trong đại đội 4 được điều về tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203 và cùng đơn vị hành quân đến Rừng Lỏ gần Xuân Lộc, tiến công vào Sài Gòn, Gia Định. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, xe tăng 390 tham gia tiến công căn cứ nước trong. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng 390 là chiếc đầu tiên húc đổ cổng chính Sinh Độc Lập. Xe tăng T-59 thực chất là một biến thể nội địa hóa của dòng xe tăng T-54A của Liên Xô trước đây được Trung Quốc chế tạo và thử nghiệm trong năm 1958, trước khi nó được đưa vào trang bị chính thức trong năm 1959. Theo thống kê, có khoảng 9.500 chiếc T-59 được chế tạo trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1980. Đến nay, các mẫu T-54-55 và T-59 vẫn là lực lượng nòng cốt trong lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bên cạnh một số dòng xe tăng khác. Như vậy, bản thân cả hai dòng xe tăng này hiện nay cũng đang được ta nghiên cứu nâng cấp lên biến thể hiện đại hóa T-55M3 nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của chúng. Điều đáng chú ý là hiện tại trên thế giới vẫn có ít nhất 10 quốc gia sử dụng T-59. Hầu hết trong số đó đều là các biến thể nguyên mẫu với pháo 100mm hoặc các biến thể nâng cấp T-69, 79 hay T-59G. Thậm chí, bản thân quân đội Trung Quốc cũng vẫn đang biên chế T-59 với các biến thể pháo 105mm. Vậy vì sao xe tăng T-59 có thể dễ dàng húc đổ cổng Dinh Độc Lập? T-59 ban đầu sử dụng pháo 100mm như T-54, sau đó một vài phiên bản nâng cấp lại sử dụng pháo 105mm. Với hiệu quả của pháo 105mm trên T-59, các biến thể tiếp theo của dòng xe tăng này đều được tiêu chuẩn hóa với mẫu pháo chính mới. Đây có thể được xem là nâng cấp sáng nhất của T-59 trong giai đoạn từ đầu những năm 1980. Bên cạnh nòng pháo chính, xe tăng T-59 phiên bản đầu còn được trang bị hai súng máy đồng trục 7,62mm, một súng máy phòng không 12,7mm. Sau này, mẫu xe tăng được nâng cấp thêm đèn hồng ngoại, cho phép quan sát trong đêm và hệ thống ổn định nòng súng chính, giúp tăng độ chính xác khi ngắm bắn. Các phiên bản hiện đại cũng cho phép xe tăng có thể vừa chạy vừa bắn, nhưng chỉ khi xe chạy với tốc độ vừa phải vì càng chạy nhanh độ chuẩn xác càng kém. Điều đáng chú ý là xe không có con lăn để lăn ngược trở lại. Do đó, một khi bị mắc kẹt do địa hình, xe tăng T-59 rất khó để xoay trở. Xe tăng sử dụng cơ diesel V12 model 12150L, có công suất cực đại 520 mã lực, tương đương 390 kW, có thể chứa 815 lít nhiên liệu, nặng 36 tấn và di chuyển với vận tốc tối đa 50 km/h. Với sức mạnh này, không quá khó hiểu khi xe tăng T-59 có thể dễ dàng tăng tốc để húc đổ cổng Dinh Độc Lập mà không cần tốn bất kỳ một viên đạn nào. Đặc biệt, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, T-59 càng phát triển thành nhiều biến thể khác nhau với ít nhất 8 biến thể mới bên cạnh các biến thể T-59-2 và T-59D. Trong giai đoạn này, T-59 cũng bắt đầu thay đổi thiết kế với việc trang bị thêm hệ thống phòng vệ với giáp phản ứng nổ ở các vị trí yếu nhất của xe. Một trong số đó là vị trí chứa đạn dự trữ nằm bên trong tháp pháo. Khu vực này gây nguy hiểm
vì khi bị đối phương bắn trúng sẽ dễ dàng gây ra một vụ nổ lớn, làm ảnh hưởng tới tính mạng của toàn bộ kiếp lái. Song hành cùng xe tăng 390 tiến vào cổng Dinh Độc Lập, không thể không nhắc đến chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843 do Liên Xô cũ chế tạo và viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi tràn qua cầu Sài Gòn, trên hướng tiến công của quân đoàn 2, lực lượng đột kích thọc sâu của lữ đoàn tăng thiết giáp 203 chia thành hai mũi theo đại lộ Thống Nhất và đại lộ Hồng Thập Tự tiến về Dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Trên đường đến Dinh Độc Lập, xe tăng 843 đã bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch. 11 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập, sau đó bị chết máy. Xe tăng 390 đi sau lập tức xông lên, húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập, cắm lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam. Song ít ai biết rằng, trước đó, xe tăng 843 đã tham gia giải phóng Huế, Đà Nẵng, sau đó tiếp tục hành quân tham gia giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung và thẳng tiến về Sài Gòn với tinh thần thần tốc và quyết thắng. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, xe tăng 843 đã tham gia chiến đấu đập tan tuyến phòng thủ của địch ở căn cứ nước trong. Vậy những chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập giờ đang ở đâu? Sau đại thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, có lẽ rất nhiều người dân Việt Nam và các du khách thắc mắc về bản gốc của hai chiếc xe tăng 390 và 843 huyền thoại đang được lưu giữ ở đâu. Vì ở Hà Nội có một chiếc xe tăng mang số hiệu 390 ở Bảo tàng Lực lượng Tăng Thiết Giáp và trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chiếc tương tự. Còn chiếc xe tăng mang số hiệu 843 ở Hà Nội hiện nay có đến hai chiếc. Một ở Bảo tàng Quân sự Việt Nam, một chiếc đang ở Bảo tàng Lực lượng Tăng Thiết Giáp. Ở Thái Bình cũng có một chiếc mang số hiệu 843 và một chiếc khác ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được trưng bày ở Dinh Độc Lập. Theo các nguồn tài liệu ghi chép, thì hai chiếc xe tăng bản gốc từng tiến vào Dinh Độc Lập mang số hiệu 390 và 843 hiện nay đều ở Hà Nội. Trong đó, chiếc xe tăng 390 bản gốc hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lực lượng Tăng Thiết Giáp. Còn chiếc xe tăng mang số hiệu 843 bản gốc hiện đang trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Còn tất cả những chiếc xe tăng khác có cùng số hiệu chỉ là hiện vật đồng thời. Sau ngày thống nhất, xe tăng 843 được lệnh ra tiếp quản cảng Nhà Bè, nay là cảng Nhà Rồng, rồi hành quân về Tổng kho Long Bình. Sau đó, xe được đưa ra Hà Nội dự triển lãm mừng ngày thống nhất. Kết thúc triển lãm, xe tăng 843 trở về làm nhiệm vụ huấn luyện tại lữ đoàn 203 cho đến năm 1979 thì được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Khác với chiếc xe tăng 843, sau năm 1975, xe tăng 390 vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm 1979, xe tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia và bờ biển Sa Bắc, có mặt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1980, kiếp lái xe đóng quân tại địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau đó, từ tháng 10 năm 1999, xe tăng 390 được đưa về Bảo tàng Binh chủng Tăng Thiết Giáp làm hiện vật trưng bày cho đến nay. Hai chiếc xe tăng 390 và 843 đã trở thành hiện vật có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng đối với các tầng lớp nhân dân và du khách quốc tế, là vật chứng xác thực ghi dấu chiến công to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 lịch sử. Đến năm 2012, cả hai chiếc xe tăng từng trải qua những trận đánh khốc liệt của lịch sử đã được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Những người chỉ huy, những người lính anh dũng có mặt trên hai chiếc xe tăng huyền thoại đều đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong khoảnh khắc lịch sử oai hùng của dân tộc, chấm dứt cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước.
Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dẫn đầu đội hình xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập là hai chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843 và T-59 mang số hiệu 390. Chiếc xe đầu tiên có được vinh dự húc tung cánh cổng chính của Dinh Độc Lập và tiến vào tới giữa sân, đó là chiếc xe 390. Đây là một trong những mẫu xe tăng T-59 được Trung Quốc viện trợ cho nước ta trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. T-59 ban đầu sử dụng pháo 100mm như T-54, sau đó một vài phiên bản nâng cấp lại sử dụng pháo 105mm. Với sức mạnh này, không quá khó hiểu khi xe tăng T-59 có thể dễ dàng tăng tốc để hút nổ cổng Dinh Độc Lập mà không cần tốn bất kỳ một viên đạn nào. Đến năm 2012, cả hai chiếc xe tăng từng trải qua những trận đánh khốc liệt của lịch sử đã được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Biết sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.